237, củ gió đất, tên khác, cây cu chó, củ ngọc núi, hoa đất, cây không lá, tỏa dương, xà cô, ký sinh hoàn. Bộ phận dùng, toàn cây. Công dụng, củ gió đất được nhân dân địa phương dùng làm thuốc bổ, kích thích ăn ngon miệng, chữa đau bụng, nhức mỏi chân tay, nhất là dùng cho phụ nữ sau khi đẻ, người mới ốm dậy, chóng lại sức. Dạng dùng thông thường là thuốc rượu. Cây hái về rửa sạch, thái mỏng sao qua, rồi ngâm rượu với tỷ lệ 1 năm, trong 1 tháng hoặc càng lâu càng tốt. Rượu có màu đỏ sẫm, vị hơi chát, đắng. Ngày uống 2 lần vào trước bữa ăn, mỗi lần 30ml. Ở Malaysia, toàn cây củ gió đất được dùng làm thuốc kích dục. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web baokinam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.